Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị về một cái dòng sản phẩm, đó là sô cô la giảm cân của Đan Mạch, và cái gói của nó là màu hồng nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm kẹo giảm cân của Đan Mạch và khẳng định cái chất lượng hàng đầu. Cái dòng sản phẩm này á sẽ giúp cho nguyên lý cái hoạt động của nó là kẹo kết hợp với thảo dược giảm cân, làm giảm cân và giảm đi cảm giác thèm ăn, cung cấp năng lượng cả ngày, giúp cơ thể không bị mệt và đánh tan trực tiếp mỡ thừa. Ngoài cái tác dụng tạo cái cảm giác no, và nó còn cái tác dụng là hút chất đường và chất béo có trong thức ăn, và đặc biệt là nó sẽ cuốn chúng theo và ra ngoài cái bài tiết, ngăn không cho mỡ thừa vào máu. Đây là một cái dòng sản phẩm giảm cân đang được rất là nhiều chị yêu thương, cũng như là sử dụng cái dòng sản phẩm này có một cái hiệu quả rất là tốt là trong việc giảm cân nha mọi người. Thì đây là một cái dòng sản phẩm là chocolate, cái này là dòng sản phẩm của Đan Mạch nha mọi người, gọi là giảm cân của Đan Mạch nha. Cái dòng sản phẩm này đảm bảo là sẽ hỗ trợ giảm cân rất là mạnh đô luôn. Một hộp như này là giảm được từ 4 đến 6 kg nha. Một hộp nó gồm có hai cái bịch như này nè. Đây mọi người, hai bịch như này nè. Đó. Cái dòng sản phẩm này sẽ cam kết cho khách hàng là không mệt mỏi, là không buồn nôn, là không ép tim, và cực kỳ dễ ăn và cực kỳ ngon luôn, không có tác dụng phụ. Và đặc biệt là khi mà mình ngưng sử dụng cái dòng sản phẩm này thì nó cũng không hề bị tăng cân trở lại nha. Rồi, dòng sản phẩm này cực kỳ an toàn, và đặc biệt là nó sẽ được kết hợp từ sô cô la và đặc biệt là từ những cái gọi là những cái thảo dược, rồi giúp hỗ trợ giảm cân rất là tốt. Đây, cái dòng sản phẩm này nó dạng viên sô cô la nha mọi người, nhưng mà nó sẽ có hình trái tim. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này nè, mấy chị sử dụng ấy là mỗi ngày mấy chị sử dụng một viên vào một cái buổi sáng thôi, là nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta là không có cảm giác thèm ăn, không mệt mỏi, rồi không có làm cho chúng ta phải chóng mặt hay là những cái tác dụng phụ khác, không hề luôn nha. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn, nên chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm là giảm cân của Đan Mạch sô cô la này thì có thể là liên hệ ngay cho em để mua, đúng tránh những cái hàng giả hàng nhái tràn lan trên thị trường thôi. Một hộp nó gồm có hai bịch này thì mấy chị có thể là sử dụng mỗi bịch là 20 viên đó. Mọi người thấy 20 viên không, mỗi bịch là 20 viên, và đặc biệt là thường xài thì hơn một tháng rồi nha. Nhìn cái bịch nó rất là nhỏ nhưng mà xài hơn một tháng luôn đó. Thì đây là một dòng sản phẩm giảm cân rất là an toàn và hiệu quả. Chị nào muốn giảm cân thì có thể là ngay bây giờ inbox cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lip chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể là inbox qua cho em qua trang bây giờ bên em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng, hoặc là mấy chị có thể là inbox qua cho em qua Zalo là 0933 766 739, hoặc là 0773339279 là được đặt hàng. Bên em thì cam kết là hàng chuẩn chính hãng 100%, và đặc biệt là hàng chất lượng và giá sỉ tốt nhất, rẻ nhất thị trường nha. Hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu một vòng eo đẹp, một cái vóc dáng thon gọn và không có bị mỡ thừa, giúp cho cơ thể chúng ta được nhẹ nhàng hơn, năng động hơn và xinh đẹp hơn mỗi ngày nha. Bây giờ em sẽ kết thúc cái video này. Chị nào mà muốn xem thêm rất là nhiều cái sản phẩm khác cũng như là giá sỉ tốt thì có thể là liên hệ qua cái có thể là đăng ký kênh bên em để xem thêm những cái video hot mới, và cũng có thể là xem được những cái cách sử dụng rồi những cái sản phẩm với cái giá trị tốt nhất thị trường nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và muốn mua giảm cân thì ngay cho em qua số là 0355 838057. Bye bye mọi người nha.